Xin chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là thạc sĩ Phạm Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Canada. Nối tiếp những cái buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi vui mừng chào đón chị Mai Phương. Chị là cán bộ tuyển sinh của trường Centennial College. Xin chia sẻ cùng với chúng ta những cái thông tin về chương trình Fast Track, chương trình học cấp tốc tại trường. Xin chào chị Phương. Vâng, chào chị Hạnh. Xin chào quý vị phụ huynh và các bạn sinh viên. Tôi là Mai Phương, đến từ trường Centennial College. Chị Phương ơi, tôi rất là ấn tượng vì trường mình có chương trình Fast Track. Đây là một trong những cái chương trình rất là đặc biệt dành cho các em học sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học. Chị có thể vui lòng chia sẻ thông tin về chương trình này ạ? Dạ vâng. Chương trình Fast Track tại Centennial College rất là đặc biệt bởi vì đây là một cái chương trình mà không phải là trường cao đẳng cộng đồng nào tại Ontario cũng có. Đây là chương trình dành cho sinh viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng 3 năm hoặc là đại học 4 năm. Chương trình Fast Track sẽ yêu cầu IELTS là 6.5 và không kỹ năng nào dưới 6, và sinh viên sẽ cần phải tốt nghiệp cái chuyên ngành liên quan tới cái chương trình mà sinh viên sẽ đăng ký. Chương trình này sau khi mà sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng diploma, tức là cao đẳng, hoặc là advanced diploma là cao đẳng chuyên sâu, mà chỉ mất cái thời gian từ 1 cho đến 2 năm thôi. Ví dụ các cái chương trình cao đẳng hay là cao đẳng chuyên sâu tại Centennial College thì sẽ đào tạo từ 2 cho đến 3 năm. Nhưng sinh viên đào vào được các chương trình Fast Track của Centennial College sẽ chỉ cần học từ 1 cho đến 2 năm là đã có thể lấy được cái bằng cao đẳng này rồi. Dạ vâng. Chị Phương ơi, không biết là chương trình Fast Track này thì sẽ dành cho sinh viên có nền tảng như thế nào? Fast Track này sẽ rất phù hợp với các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng liên quan tới các chương trình kỹ sư như là kỹ sư máy tính, kỹ sư cơ khí hay là các cái chương trình liên quan tới giao thông vận tải. Bởi vì đối với các cái chương trình khác như là kinh tế hay là các chương trình du lịch khách sạn thì các em sẽ nên đăng ký những chương trình về hệ sau đại học. Thì các cái chương trình hệ sau đại học sẽ bồi bổ các kiến thức hay là kỹ năng về lãnh đạo cho các bạn sinh viên. Còn cái Fast Track này sẽ đào tạo các kỹ năng chuyên môn và cái kỹ năng chuyên sâu cho các bạn sinh viên về kỹ thuật nhiều hơn là các cái kỹ năng về quản lý. Do vậy là bạn nào đang học năm cuối của các cái trường đại học như là Đại học Bách Khoa hay là các cái chương trình liên quan tới kỹ thuật thì sẽ có thể là cân nhắc học các cái chương trình Fast Track này tại Centennial College sau khi mà các bạn tốt nghiệp. Vâng, chị Phương ơi, vậy thì đâu là cái sự khác biệt giữa chương trình Fast Track và chương trình chứng chỉ sau đại học? Postgraduate Certificate và Fast Track sẽ khác nhau ở hai điểm. Thứ nhất là khi mà tốt nghiệp thì Postgraduate Certificate các em sẽ có một cái bằng Certificate. Còn Fast Track thì nó sẽ không phải là Certificate hay không phải chứng chỉ mà nó sẽ là một cái bằng Diploma. Nó chính là cái bằng cao đẳng luôn, là bằng với cả các bạn nào mà học Diploma hay là Advanced Diploma trước. Tuy nhiên là cái thời gian mà học Fast Track này nó sẽ chỉ từ 1 cho đến 2 năm, chứ không phải là từ 2 cho đến 3 năm như là các cái bậc cao đẳng bình thường. Và cái điểm khác biệt thứ hai đó là về chuyên ngành học. Các cái chương trình liên quan tới du lịch khách sạn này, kinh tế thì thường họ sẽ có cái hệ về postgraduate, tức là hệ sau đại học, và họ sẽ đào tạo các cái kỹ năng liên quan tới quản lý. Còn về Fast Track thì lại có thiên hướng là đào tạo các cái kỹ năng về chuyên môn nhiều hơn. Do vậy là sẽ phù hợp với các bạn nào mà học kỹ thuật ra nhiều hơn. Dạ vâng, thưa chị Phương, tôi có một cái câu hỏi là tại sao khi các em học sinh từ Việt Nam đã học xong đại học rồi thì lại lựa chọn theo học chương trình Fast Track? Dạ vâng, đây là một câu hỏi rất là hay và cũng rất là nhiều quý vị phụ huynh hay là các em sinh viên quan tâm. Đúng là khi mà sinh viên đã có bằng đại học ở Việt Nam rồi và nếu mà học Fast Track tại Centennial College thì sinh viên khi mà tốt nghiệp sẽ chỉ được nhận là cái bằng diploma thôi. Và theo cái mindset của người Việt mình thì là bằng đại học lúc nào cũng sẽ cao hơn cái cao đẳng, đúng không ạ? Tuy nhiên theo như mình thấy thì cái bằng đại học hay là các chương trình đại học thì họ sẽ có cái xu hướng là đào tạo rất là rộng cho một cái lĩnh vực nào đó. Có thể là sinh viên biết rất là nhiều các cái kỹ năng trong một cái lĩnh vực, nhưng mà các cái kỹ năng đấy sẽ lại không sâu. Còn cao đẳng thì họ sẽ lại tập trung vào một kỹ năng. Do vậy là sẽ đào tạo cho sinh viên một cái kiến thức sâu nhất có thể cho cái kỹ năng đó. Thì đấy là cái lý do vì sao mà sinh viên sau khi mà tốt nghiệp đại học rồi và trong đầu các em đã có định hướng là ok, mình học kỹ thuật nhưng mà mình sẽ học chuyên về ô tô, và ô tô thì nó sẽ lại chia ra nhiều mảng nhỏ.
ví dụ như là sửa chỗ ô tô hay là chỉ là sơn sửa ô tô bình thường thôi, hoặc là học về máy móc ô tô. Đấy, thì sau khi mà tốt nghiệp đại học ra, sinh viên có thể chọn một trong những cái chương trình, một cái nhánh nhỏ như vậy để học cái chương trình fast track. Do vậy là cái kỹ năng hay là cái kiến thức chuyên sâu về một cái mảng nào đó thì sinh viên sẽ được đào tạo rất là kỹ tại các chương trình fast track tại Centennial College. Dạ vâng. Chị Phương ơi, cái chương trình fast track của trường mình thì có mấy kỳ khai giảng trong một năm ạ? Vâng, fast track thì cũng sẽ có 3 kỳ nhập học hàng năm, đó là tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Dạ, chị vui lòng cho biết thêm thông tin về học phí và tiền sinh hoạt phí tại Toronto ạ. Vâng, học phí cho chương trình fast track cũng dao động từ 16 tới 18 nghìn đô Canada một năm 2 kỳ, đã bao gồm tiền bảo hiểm, và chi phí sinh hoạt tại Toronto cũng sẽ dao động từ 1.200 cho đến 1.500 đô Canada một tháng. Dạ. Rất là cảm ơn chị Phương đã dành thời gian chia sẻ cùng chúng ta những cái thông tin về du học chương trình Fast Track tại Centennial College trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ này. Xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã cung cấp thông tin về trường, và xem nội dung tiếp theo chúng tôi chia sẻ thông tin về những cái ngành học đặc biệt của trường Centennial College. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin kính chào quý vị.